viên Ngô Mế. Em tên là Ngô Thị Tuyết Nhung, chức vụ ủy viên ban chỉ huy liên đội. Hôm nay em rất vinh dự được thay mặt các bạn đội viên, học sinh liên đội Võ Thành Trang phát biểu về cảm tưởng của mình. Lời đầu tiên em xin gửi đến các cô chú đại biểu, quý thầy cô lời chúc sức khỏe, thành đạt. Chúc các bạn đội viên, học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ. Kính thưa các cô chú đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn đội viên, học sinh thân mến. Một mùa hè đã qua đi, những kỷ niệm của năm học trước cũng đã khép lại. Hôm nay trong không khí vui tươi, phấn khởi của đội viên, thiếu nhi cả nước đón chào một năm học mới. Toàn thể các bạn đội viên, học sinh của liên đội Võ Thành Trang cùng bước vào năm học mới với chủ đề xây dựng đội ngũ mạnh, cùng tiến bước lên đoàn. Em xin thay mặt toàn thể đội viên, học sinh liên đội Võ Thành Trang xin hứa sẽ quyết tâm cố gắng học tập thật giỏi, tham gia các hoạt động phong trào thật tốt, rèn luyện chăm ngoan, giúp đỡ thật nhiều các bạn gặp khó khăn, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, chống ngoan bác Hồ, phấn đấu trở thành người đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cuối cùng em xin chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý thầy cô, chúc tất cả các bạn đội viên, học sinh liên đội Võ Thành Trang chúng ta học càng giỏi, hoạt động đội càng hăng say, hoàn thành xuất sắc chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018 và xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ để viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Em xin cảm ơn.